Quậy hoa ông ấy được đây. Nó ông mình nó khinh thường cái giọng đàn bà vậy nha. Đậu sao ngày tối tôi dụ hết như một điên điên tối luôn phải ngồi không. Chị mình lúc thật xưa đi cơ giọng. Bằng tuổi thôi. Hay 17. Dạ gái. Dạ gái đi. Nhà quan ơi. Mình đã đi tự mình. Thôi thế nào. Học đi à. Thì đây không đi gì mà học. Nhà quan ơi. Chắc anh em mỏi như vật với nhau. Anh em mỏi như vật. Tiếp xuống việc gì đi. Giọng chất lượng phít. Con giọng lú thật sự. Đức đâu, mày thấy giá cho Đức. Một đầu. Úi, lại đấm đi. Đấm gì đi. Đấm đấm quần què. Đây này, Đức ơi, Đức. Qua đây. Đây là... Bắn nó. Còn thằng áo trắng nữa. Thằng giả bót nữa. Ui. Thì bơm máu đã bắn rồi. Bắn nó. Chị đã áp lọc ngon đi. Bắn một kim. Bắn một kim. Cam đã cút vào. Mẹ cút nè. Bắt đầu rồi. Bắt cái mít lên. Bắn kim à. Bắn một con à. Nhận lại chơi dịp cái đầu nhé. Đầu thi. Ui, nó quay rồi. Thằng quê đâu? À đây, thầy. Đấy, em. Nóng chết. Ừ? Chết. Ui, chắc dừng nước ngồi này đi. Mày nghe đứa phải giật giật mẹ. Tao vẫn là con người thì tao biết phân biệt chứ. Mày giống kiểu hai người. Hả?
chạy đâu bạn? Chạy đâu? Chạy đâu? First blood. Chứ này ta vậy. Rồi. Luôn luôn. Double kill. No. Go. Chết. Ông nhắn gì kìa. Nấu hẹn không mày? Anh chẳng nấu hẹn không mày? Nghe giống của hai người nói em vậy. Chứ thì là giọng đó. Đây như kiểu là hai chị em hoặc là hai anh em. Hey,
luôn nè. First blood. I'm mad at you, Sammy. What?